Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay là một video về tựa game Fairytale Fighting. Đây là một tựa game Fairytale mà mình đang chơi, mang chủ đề Fairytale và trên điện thoại nha. Thì hiện tại đang có sự kiện quay Midnight, tỷ lệ cao là Midnight á. Nên hôm nay mình sẽ on in toàn bộ kim cương của mình vào cái sự kiện quay này để xem kết quả được như thế nào nha. Thì về giá quay á, thì như các bạn có giá quay thì bạn quay bằng vé, còn nếu không quay bằng kim cương á thì một giá quay sẽ là 280 kim cương, tức là 10 lần quay, thường mình quay lần 10 lần á nó sẽ là 2800 kim cương nha. Và hôm nay mình sẽ on in toàn bộ kim cương của mình vào trong cái sự kiện quay game Midnight này. Mình đang quay nha các bạn, mà nãy giờ mới chỉ ra được có một con SSR là Juvia. Thì về bật thẻ trong game á, đi được con Midnight đầu tiên rồi nè. Yeah. Về các bậc thẻ trong game á, game này chỉ có 3 bậc thẻ thôi, đó là bậc G, bậc SG và bậc SSG, là 3 bậc thẻ thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể nâng bậc của thẻ từ thẻ G lên trên lên thành SSG được luôn nha. Đây là một cái hay của game nha. Và mình nghĩ là tương lai cái game này nó sẽ ra một bậc thẻ khác nữa, tại vì game nó chỉ mới đang thử nghiệm thôi nên còn thiếu khá nhiều nhân vật, và có những nhân vật đặc biệt mạnh như là mình nghĩ nó sẽ ra một mặt thẻ nữa là hoặc là UR hoặc là LG hoặc là SSG cộng, để cho ba nhân vật như mạnh thuộc nhận mạnh nhất của game của cái chuyện Fairytale là Zeref nè, Mavis nè, hay là Agnoloja con rồng á. Mình nghĩ ba nhân vật đó sẽ có một mặt thẻ riêng, chứ không thể nào mà chung mặt với mấy con tầm thường bình thường như là Juvia cũng mặc SSR nữa. Bây giờ được 3 con Midnight nha các bạn, được 3 con Midnight rồi. Mình không hiểu tại sao tự nhiên sau một ngày không đăng nhập, mình đăng nhập vô lại thì game nó tặng cho mình một con số kim cương khổng lồ là hơn 2 triệu kim cương nha. Mình không biết tại sao nó lại tặng cho mình 2 triệu kim cương nữa. Có thể là nó là những ngày cuối của đợt thử nghiệm nên nó tặng cho mình 2 triệu kim cương để mình thỏa sức tiêu xài luôn nha. 2 triệu kim cương thì không biết mình quay tới khi nào mới hết được cái 2 triệu kim cương đó. Nãy giờ được mình được 3 con Midnight rồi nha. Thì cho các bạn nào chưa biết tựa game Fairytale Fighting này, thì đây là một tựa game theo đề tài là thuộc thể loại ARPG nha. Nó không chỉ là thuộc thể loại thu thập thẻ rồi đánh bài theo lượt một cách nhàm chán như các tựa game Fairytale khác, mà nó sẽ có chút nhập vai nha, thuộc thể loại ARPG. Tức là bạn có thể tự mình thực hiện các chiêu thức, điều khiển nhân vật thực hiện các chiêu thức để đánh nhau vào chiến với boss á, như một game nhập vai luôn. Chứ phải không phải các bạn chỉ đơn giản là chỉ đưa thẻ bài ra đánh rồi đánh theo lượt một cách nhàm chán như các tựa game khác. Nhưng và nó cũng không hẳn như là theo kiểu điều khiển như kiểu như One Piece Fighting Pass, mà các bạn cũng có thể cho chế độ tự động đánh được nữa. Đó là chính là đặc điểm của thể loại ARPG á. Thì có nhiều bạn nói đây nó sẽ giống với tựa game, một tựa game là của gì, Hero Academy gì đó, đời sống gạt gì đó, một tựa game mang đề tài của cũng là chiến tranh nữa, Hero Academy á, học viện xuyên đồng á. Và sau khi đã quay rồi thì mình sẽ bắt đầu nâng sức mạnh hết mức có thể cho cái con Midnight này. Với số thẻ quay được thì mình dư sức nâng nó lên thành 6 sao nha. 6 sao là bật số sao cao nhất, và các bạn sao 6 sao này các bạn sẽ còn nâng lên được nữa. Nhưng cái vật nguyên vật liệu để nâng lên nữa thì nó hơi bị khó đây. Hơi bị khó nên tạm thời mình không có nâng được. Thì để tăng sức mạnh cho một nhân vật, các bạn có thể có nhiều cách như là tăng số sao nè, tăng level nè, tăng cái tiệp chiêu nè, rồi tăng các trang bị nhiều lắm, rồi ngọc này nọ nữa, ngọc rồi trang thiết bị đặc biệt vân vân, nhiều lắm. Và mình đang cố hết sức để tăng sức mạnh cho con Midnight này. Hiện tại đội hình của mình là gồm có Juvia, Lasot và Mitogan. Mitogan là tức là Zelda ở thế giới gì đó, quên rồi. Zelda ở thế giới gì ta? Nói chung là ở ở Fairytale kêu bằng Mitogan đó. Thì gồm có
Lasert, Jivia và Mitogan. Và bây giờ mình sẽ đang nâng cho con Midnight này và mình sẽ thay con Midnight này cho Mitogan nè. Sẽ để Midnight ra khỏi đội hình và thay bằng đổi Mitogan ra khỏi đội hình và thay con Midnight này. Các bạn cũng đừng lo là mình nâng phí cho một nhân vật khác và mình hết nguyên liệu để nâng cho nhân vật này, là tại vì có cái game này á, khẽ nó có nhiều hệ khác nhau và nó sẽ có cái chế độ là kỵ hệ nữa, nên các bạn phải nâng cho nhiều con để nó kỵ hệ. Nếu các bạn không kỵ hệ á, gặp boss mà không kỵ hệ, không có hệ kỵ để đánh á, là đánh vô cùng khó khăn luôn. Nhưng mà mình sẽ test thử tuyệt chiêu của con Midnight này. Đây các bạn ơi, mình đang để cho tự động đánh nha, các bạn hoàn toàn có thể tự mình điều khiển cũng được, cũng khá mạnh đấy chứ. Mình đang để cho tự động đánh nha, các bạn cũng có thể tự mình điều khiển luôn, tự mình điều khiển như một cây nhập vai luôn cũng được. Ulti đẹp quá. Video này là hết nha, xin chào hẹn gặp lại các bạn nha, bye bye.